Hoa Cải Vàng xin mến chào quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng các bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Cô bác thân mến, sáng nay thì cháu Trình cùng với lại em Tuân có lên nhà của em Hải. Và vừa rồi thì cùng em Hải cùng với lại ông là vừa mới từ ruộng về cô bác ạ. Và bây giờ sẽ trao cái phần quà cho hai ông cháu, ba ông cháu của bác nhé. Còn em Sử thì vẫn đi lấy công, chưa về cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Trình có mua lên một bao gạo là 50 cân. Bây giờ thì sẽ trao đến tay của em Hải với lại ông ở nhà. Đấy, Quân chào các ông các bà đi Quân. Con chào các ông các bà. Rồi, đấy hôm nay là có sự có mặt của em Quân, các bác nhé, cùng theo cháu Trình lên. Đấy Hải nào. Hải chào tất cả các ông các bà. Rồi, đấy. Hải chào tất cả các ông các bà. Đấy còn cháu Trình có đi theo bạn đồng hành. Cũng mua lên một miếng thịt các bác nhé. Chào các bà. Nãy là mua lên mấy cân đấy? Cái này là 1 cân rưỡi. À 1 cân rưỡi. Đấy bây giờ lấy đi ngâm muối đi nhá. Đấy ngâm muối đi. Đấy. Hải gọi ông về xong là nhận gạo nào. Đấy. Bây giờ thì hơn 1 giờ rồi các bác ạ. Mà ba ông cháu mới đi làm về. Quân có biết là chỗ đấy để làm gì không? Ngủ ấy. Đấy chỗ này là chỗ ngủ của em Sử đấy. Em mới ngủ đấy anh Sử. Đấy ngủ đây này. Rất là thấp luôn nhỉ. Hải thì ngủ đâu? Hải á, Hải ngủ kia kìa. Ngủ dưới đất kia kìa. Đây này, đấy vào xem đi. Ông thì ngủ trên giường. Hải là ngủ đây này. Đấy cô bác, Hải là ngủ dưới đất luôn. Đấy rất là còn ngủ đây rất là kiểu là ẩm mốc ấy cô bác. Ngôi nhà rất là ẩm mốc và có mùi ẩm mốc các bác. Ông thì ngủ đây. Đấy, còn Sử thì ngủ ở phía bên ngoài. Sử là ngủ đây này các bác. Sử là ngủ ngoài này này. Đấy, ông xem nào, ông xem gạo xem nào. Xem có phải loại gạo ngon không? Ừ. Lì vàng hộ. Đấy, ông bảo là loại này là loại ngon rồi. Loại đợt trước cháu mua lên cho ấy là tí cái còn là lán thứ mà hai ngọt chín òn bó. Cái chút còn sáng tiêu lên nhà. Ờ, sáng tiêu lên nhà. Ừ, sáng tiêu lên ô trên nhà. Ờ, cái tiếp tiêu, tiếp, à, tiếp cắn lên ổn nó. Ừ, cái xí, à, chê đi. À, tây hiền. Tại ổn. À, đấy à. Sáng tiêu lên nhà. Ờ, cái đợt trước mua lên là 30 cân thì hơi cứng các bác ạ. Ông bảo hơi cứng. Còn cái loại này thì là loại mềm. Và cái loại cháu Trình mua lên sau ấy là cái loại 10 cân đấy các bác, cái bao bé bé này này. Đấy bao như này này thì ăn mềm. Ông bảo là ăn mềm. Và cái loại này ông cũng bảo là loại này là mềm. Đi này có thể lị oản nó dê không? Đấy, ông bảo là cái loại này cũng là loại dẻo, loại ăn mềm đấy các bác. Đấy. Cháu Trình có mua lên trước cho ông là 50 cân. Đấy. Bây giờ là sẽ trao cho ông. Đấy em lấy cho anh cái điện thoại đi để anh cộng danh sách của bác hỗ trợ đến cho ba ông cháu. Đợt trước thì cháu Trình có nhận được một khoản hỗ trợ của một chị ở bên nước ngoài của bác ạ. Chị Kim Hoàng ở USA là gửi 3 phần gạo. Đấy 4.200.000. Phần là cho em Kiên này. Một phần là cho em Tài với lại em Thu. Đấy và phần còn lại là cho ba ông cháu này. Mỗi nhà là được nhận là mỗi nhà là sẽ được nhận 100 cân gạo các bác nhé. Thì cháu Trình mua đợt trước mua lên nhà của ba em Tài với lại em Kiên ấy thì là mua loại gạo mà 14.000. Hôm nay thì lên đến xã đấy các bác thì mua cái loại này. Loại này là gạo PC là 13.000 các bác nhé. Không có loại 14.000 thì chỉ có loại 13.000 thôi. Ở xã thì cháu Trình mua lên 13.000. Cho ba ông cháu là 50 cân trước các bác nhé. Còn 50 cân nữa thì cháu Trình sẽ để sau và sẽ lên trao sau. Tại vì là để ở nhà của ông này thì nhà Trình Tường đấy các bác thì rất là ẩm mốc, chỉ sợ là sẽ bị ẩm mốc và không ăn được đấy các bác, sẽ bị hỏng đấy. Thì cháu Trình sẽ mua lên 50 cân trước. Và hôm nay là cháu Trình mua cân 13.000 là hết 640.000 các bác nhé. 640.000 là 50 cân. Ông cần đi làm về còn chưa thay quần áo, chưa thay quần đâu các bác. Còn dính toàn là bùn đất này.
Thì cháu Trinh có bảo với ông rồi, đây là cháu Trinh mua lên cho ông 50 cân, là một cân là 13.000. Đấy, Hải nhá. Đấy, anh mua lên cho 50 cân, bao giờ hết thì anh lại mua lên tiếp nhá. Còn đợt nọ cháu Trinh lên là có mua lên 10 cân, có cái bao nhỏ nhỏ ở trong nhà đấy, có bác bao vàng đấy. Thì bây giờ vẫn còn là một chút, vẫn chưa ăn chưa hết. Bao giờ mà ăn hết thì cháu sẽ lại mua lên cho ông tiếp nhá. Cho nên là bây giờ Hải bảo ông là ở nhà, là đi làm là không được vất vả nhiều nữa. Đi làm không được phơi mưa phơi nắng ở ngoài đến 12 giờ trưa, 11 giờ trưa mà vẫn đi làm nhá. Hải nhớ bảo với ông là công việc nặng là làm giữ sức thôi, và không được làm, không làm được nữa thì thôi, bảo ông không đi làm nữa. Đấy, bây giờ Hải cứ yên tâm một điều là nói với ông là nếu mà ông không đi làm là anh sẽ là người đi thực hiện chương trình và sẽ là cầu nối để các bác các chị ở bên trong và ngoài nước mà rất là yêu quý đến với gia đình của mình, đến với em với lại anh trai với ông. Thì các bác cũng muốn là bây giờ ông cũng tuổi cao sức yếu rồi, muốn ông được nghỉ ngơi, không muốn ông đi làm nữa. Ông cũng chẳng ăn được bao nhiêu nữa, ông chẳng ăn được nhiều đâu, thì bảo cho ông đi làm ít thôi nhá. Lúc nào trời mát mát thì cho ông đi làm nhẹ nhẹ thôi, còn những công việc nặng là không cho ông làm nữa. Và gạo ăn thì không phải lo. Và lên đại lên đại bốn lần. Đây, ông cũng bảo là cảm ơn tất cả các cháu đấy, các cô đấy cũng đã gửi những phần quà đến cho ông. Ông là nói tiếng cháu Trinh ấy, tiếng Nùng ấy các bác, thì cũng nói được khá là ít, thì ông cũng chỉ nói được những cái câu mà dễ thôi. Đấy, bây giờ Hải là cảm ơn đi. Cháu cảm ơn các ông các bà đã giúp ba ông cháu. Rồi. Đấy, khi mà nhận được món quà này thì Hải có vui không? Có ạ. Có ạ. Có. Đấy. Khi mà nhận được món quà thì sẽ giúp đỡ được em với lại là anh với ông là rất là nhiều đấy nhà. Đấy, có rất là nhiều phần quà lên đối với các em rồi. Thì bây giờ là cố gắng làm những cái công việc ông thì không cho ông đi làm nữa, còn mình thì làm những công việc nhẹ nhàng thôi nhá. Đấy, bây giờ thì sẽ vác gạo đi vào trong nhà và sẽ cùng ông cháu là sẽ nấu cơm ăn, và đến tối thì cháu Trình mới đi về các bác nhé. Đấy, hôm nay là có cả Quân là lên cùng cháu Trình này các bác. Đấy, bây giờ thì trời lại nắng rất là to rồi. Đấy, bây giờ đợi anh một chút để anh xách vào cho. Đấy, không xách được đâu. Đấy để cho anh xách vào cho. Quân có sách được không Quân? Quân ăn tay. Đây này. Hải cầm đây nhé Hải. Vừa nãy là bị thủng vít một chút đấy cô bác, cho nên là phải để vào cái chậu này này. Rồi, Hải đi ra. Ôi đổ. Đây rồi. Hải bỏ tay ra. Thế sáng nay Sử còn là một mình từ bác về quá, bây giờ tôi đến đây phải khênh, tại vì là bị thủng đấy các bác, bị thủng một chút ở dưới đít ấy. Cho nên là phải lấy để chậu như thế này. Thế ông thì đang ra phía bên này để mà nấu cơm các bác ạ. Ơ con có ông Hải chưa thái à? Chưa thái cỏ này. Đây, lấy cái cỏ này nó cũng ăn à Hải? Đấy, cái cỏ này về cho ăn này các bác. Lá gì ấy, cháu Trinh cũng chả biết là lá gì nữa. Đấy, bây giờ là hai anh em đi chặt cỏ cho con cháu ăn đi. Nhờ anh đi chặt hộ mình, thái hộ mình. Đấy, Quân đi phụ Hải thái cỏ đi ở trong kia. Tại vì ông đang nấu cơm ấy thì không có thời gian để mà thái đấy. Thì Quân ra sẽ phụ Hải thái một lúc các bác ạ.
lấy cái gì đấy không? À không cần, không cần phải lót à? Đấy. Còn ai là người đưa cỏ đây? Hải à? Quân à? Rồi, Quân đưa đi. Lấy cái đấy ngồi. Không cần ngồi đây. Đi. Đấy, Quân thì ở nhà là mấy công việc này cũng làm suốt rồi các bác ạ. Thì cháu Trinh đang quay phim thì sẽ nhờ em Quân ra đưa cỏ để cho Hải Thái. Đấy, đưa, cứ đưa dài dài đi Quân nhé. Đưa dài dài thôi. Đấy, hai bạn nhỏ, mỗi người thì có một cái cuộc sống riêng, một cái nỗi buồn riêng các bác ạ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Đấy, về cái hoàn cảnh của em Quân thì bố mẹ là bỏ đi hết. Mẹ thì bỏ đi Trung Quốc bởi vì bố là uống rượu nhiều ấy các bác. Uống rượu nhiều xong là đánh đập, xong mẹ không chịu được nữa thì mẹ bỏ đi Trung Quốc. Rồi bây giờ bố lại bỏ, và Quân cũng như hai anh em Hải với lại Sử vậy, cũng ở với ông. Tuy nhiên thì ông bà của Quân là bây giờ mất hết rồi. Còn Hải thì bây giờ bố thì cũng mất rồi. Còn mẹ thì bỏ đi lấy chồng mới, bây giờ ở với ông bà. Bà thì mất rồi. Bây giờ là Hải với Sử thì còn có ông các bác ạ. Còn ba em nhỏ này thì hầu như là ai cũng đều giỏi như nhau cả, cái gì cũng biết làm cả các bác ạ. Để ý vào nhé, phải rất là tập trung để ý thì, tại vì là những công việc này các bác, là các em là làm quen rồi các bác ạ, làm quen. Nếu mà không quen nữa các bác mà đi làm ấy thì không làm được đâu. Không biết đưa cỏ đấy các bác thì cũng rất là nguy hiểm, và không biết thái cũng rất là nguy hiểm, cho nên là phải làm quen rồi thì mới có thể biết làm được các bác ạ. Cháu Trình thì đang cầm quay phim ấy các bác, cho nên là chẳng thể mà giúp được các em trong khi mà đang ghi hình được. Có giúp thì cháu Trình khi mà tắt máy quay đi thì cháu Trình mới có thể giúp đỡ được các em nhỏ được. Khi mà lên nhà của các em nhỏ thì cháu Trình cũng sẽ giúp đỡ các em làm những cái công việc thôi. Tuy nhiên là lúc đang quay thì cháu Trình sẽ không thể mà đi phụ giúp các em được, tại vì là cháu Trình lên ấy thì cũng chỉ lên nhiều lúc thì lên cùng bạn, nhiều lúc là một mình cháu Trình tự lên, thì khi mà cháu Trình làm mà không có ai quay phim cho cả. Thế Hải cũng là một người rất là giỏi luôn cô bác, đi học thì được học sinh giỏi, còn về nhà thì làm những cái công việc rất là giỏi. Và ông cũng rất là thương hai anh em, rất là đáng thương và rất là đáng yêu các bác ạ. Cháu Trình cũng cảm thấy rất là thương yêu mấy bạn nhỏ này. Em Quân thì được xuống ở với cháu Trình rồi, thì có những hôm cháu Trình lên bản thì cũng lâu lâu là dẫn theo em Quân lên cùng, để cho em Quân cũng lên và có thể phụ giúp được các em, và sẽ thấy được cái cuộc sống xung quanh mình cũng có nhiều hoàn cảnh cũng vất vả, để cho em ấy có thêm động lực trong cuộc sống này hơn các bác ạ. Cái lá này thì thái nó mềm hơn là cái cỏ voi đấy các bác. Cỏ voi thì cuống nó rất là cứng.
Còn bạn đồng hành của cháu Trình thì đang nấu cơm với cả ông cô bác ạ. Hải cắt tóc, anh Lực về cắt tóc cho nhìn gọn gàng hơn rồi nhỉ. Nhưng mà để mà đẹp thì lần sau anh cắt cho sẽ đẹp hơn nữa. Ôi cẩn thận, nhìn để ý vào con nhé. Ở trên vùng cao thì trẻ em ở vùng cao đấy các bác phải nói là rất là vất vả và làm những cái công việc mà rất là tốn sức các bác ạ. Không phải là những cái gia đình mà có bố mẹ bỏ đi hay là bố mẹ mất hết thì mới vất vả thôi đâu các bác, còn có những cái hoàn cảnh mà mặc dù là có cả bố cả mẹ nhưng mà vẫn vất vả, vẫn phải đi phụ giúp bố mẹ như là những người bạn của em Quân vậy. Tuy rằng là có vẫn có bố có mẹ nhưng mà hàng ngày vẫn phải đi làm, đi cuốc bờ ruộng, đi vun ngô rồi là lấy củi bẻ ngô đấy, làm thuần thục như là người trưởng thành vậy các bác. Em Sử thì đi từ sáng đến giờ đi phụ nhà người ta để mà đi lấy công rồi ấy các bác, đi cấy. Còn những lúc mà cày ấy các bác, cày với lại làm ruộng là sẽ tự làm. Đến lúc mà cấy thì cái công đoạn cấy ấy các bác là sẽ phải làm thực hiện cho nó nhanh chóng. Có thể là 1-2 ngày là phải cấy cho nó xong hết. Cho nên là mới phải nhờ đến hàng xóm, nhờ đến các chú ở trong làng là cùng nhau về giúp để có thể cấy nhanh nhất có thể đấy các bác. Cỏ này là sáng ai đi lấy về đấy Hải? Sáng nay em lấy. À em lấy à? Ui dồi, đi lấy. Thế đi lấy về mới bắt đầu đi làm ruộng với ông. Còn ông thì đi trước à? Đi cắt cỏ về xong mới đi làm ruộng với ông. Về rồi mới thái cỏ các bác ạ. Thái cỏ cho con cháu ăn nhé. Đấy rất là khỏe luôn này các bác. Cái này là phải dùng mấy sức thì mới có thể chặt được đấy các bác ạ. Nhẹ nhàng thôi đấy, nhẹ nhàng nhé. Cầm như này là phải rất là nhẹ nhàng. Được rồi Quân. Được rồi. Cái đấy là nó ăn được, cái cỏ này mềm mà. Đấy. Bây giờ cất đi, cất cái đấy xong là lấy xuống cho con cháu ăn. Anh phụ, anh kéo cái này ra. Ở nhà mệt nhỉ? Ui, cẩn thận nhé. Vào tay đấy. Được chưa? Để như này luôn này. Đấy, Hải lấy xuống cho con cháu ăn một ít đi.
cái đây này, không phải lấy để cái sọt nào. À, cái này to quá. Đấy. Cắt xong hết rồi các bác ạ. Những cái cây chuối như thế này thì nếu mà băm ra co cho con trâu ăn thì cũng được các bác ạ. Nhưng mà để trồng ở đây thì sẽ để nó lên, để nó cao, để mà bao giờ có quả ấy thì còn lấy quả nó ăn và để che nắng. Đó. Để che nắng ăn các bác ạ. Che nắng cho khỏi nắng hơn đấy các bác. Đấy. Đấy, cái sọt như này thì để vào cái điệu này các bác. Cái điệu này thì làm bằng nhựa thì nó sẽ chắc chắn hơn là đan bằng tay như này các bác nhé. Đấy, đây là cái điệu đan bằng tay này. Và cái điệu đấy thì nó không được lâu. Cái này thì sẽ được lâu hơn. Và cũng khá là chắc. Lấy một cái thôi, lấy để một ít. Lấy để ít thôi. Tí nó ăn hết lại để. À, hai con trâu đang ngóng em Hải cho ăn cỏ này. Đấy, đang ngóng anh em Hải cho lấy cỏ cho ăn. Đứng ở đây đợi từ nãy đến giờ rồi. Trâu này là trâu nuôi nhé các bác. Nuôi để mà lấy con của nó đấy. Cũng như dạng như là luân chuyển vậy. Nhưng mà sẽ là nuôi để mà lấy con của nó thôi. Đấy, bây giờ được một con như này rồi. Thì bây giờ sẽ đợi con này đẻ nữa. Thì Hải sẽ được con bé. Và con này với lại con to này sẽ giả đi cho người ta. Đấy. Hoa gì đấy Hải? Biết hoa gì không? Không biết à? À. Có độc không? À, hoa rất là đẹp và có rất là nhiều bí nhỉ. Và đây là cái vườn này các bác, có làm cái cửa để đi vào vườn. Trước những cái ngày đầu cháu Trình lên ấy, những cái cây ngô là chưa cao như này đâu, còn rất là thấp bé tí. Cao nhỉ, ngô này. Ngô này là ngô kiểu là ngô mình tự dành lấy hạt đấy, xong là không phải là ngô gói các bác ạ. Tự giữ lấy hạt và trồng thì cây ngô này rất là cao. Thưa cô bác, là vừa rồi thì cháu Trình cùng với lại ông với lại Hải là cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì Hải lấy một ông ra đây vắt luôn đi. Vắt xong là xíu nữa anh mang xuống dưới kia bán cho nhá. Đấy, xem được bao nhiêu thì anh bán cho. Hôm nay là sáng nay là đi làm là có bắt cả tổ ong lên đấy các bác. Thì hôm nay sẽ cháu Trình cũng đợt trước là lên nhà của em Quân ấy, là còn dư mấy cái bao tay là để ở trong ba lô đấy. Là xíu nữa sẽ lấy ra vắt cho em Hải luôn. Đấy, ông thì đang lấy cỏ đi cho cháu ăn này. Vừa rồi là cùng ông ăn cơm xong rồi các bác ạ. Cũng đã nghỉ ngơi ở nhà ông một lúc. Xong là lại tiếp tục ghi hình gửi đến quý các bác anh chị. Đi bán này cho giống bà cáng nào dây nào? Hả? Đi bán này. Cái này có mùi đó ha. À. Khả năng có mùi đó ha. À. Vai trình đấy nọ. Ừ, vai trình đấy. Ừ. Năm 18 chiếc hôm nay à? Hả? Nắm tới nó một tấm nhé, nó một đeo nó thành nó mi cả từ nay nó mi lại bố mi chỉ ra với nó mi lại à cái này mi
À, 8 giờ thì em. Đấy các bác ạ, à, ông cháu Trình vừa hỏi ông là nếu mà làm ruộng ở dưới kia hết là còn không? Ông bảo là ở dưới này còn 3 thửa ruộng nữa. 8 giờ tới bỏ hóc ở dưới ơi. À, 8 giờ tới chắc bỏ hóc đây giả. Nó ngay mới khâu chín đấy. Cơn hóc à? Là thức không hơi chín. Nước mi hà tiêu thêm nó bỏ mà. Ừ, chín nào to mà. Đấy, cháu Trình bảo ông là còn 50 cân nữa. Chưa lấy về đâu. Đấy, ông cứ ăn hết đi, không cần phải đi làm nữa. Hết thì cháu Trình lại mang lên cho. Ngôi nhà của ông thì cháu Trình cũng đã bàn bạc với lại các mạnh thường quân, các chị mà muốn giúp đỡ làm nhà cho ba ông cháu rồi. Thì bây giờ là ba ông cháu là ai cũng đều đồng ý là chuyển ra phía mà có đường lớn đi lại thuận tiện hơn đấy các bác. Thì cháu Trình cũng đã lên và cũng tìm hiểu vài nơi rồi, nhưng mà vẫn chưa kiếm được cái miếng đất nào mà người dân bán mà đẹp đẹp để mua làm nhà cho ông cả các bác ạ. Tìm đất rất là khó, như nhà của em Quân đến hiện tại vẫn chưa thể mà tìm được đất làm nhà đấy các bác, rất là khó khăn. Đấy, bây giờ thì sẽ cùng em Hải vắt mật. Đấy, cái chai là nãy cháu Trình là rửa sạch xong lấy ra đây để phơi khô rồi các bác nhé. Phơi khô thì nó sẽ không bị chua các bác ạ. Em Hải với lại ông ấy là đi làm thì cũng có bắt được một tổ rồi. Thì cháu Trình sẽ cùng các em vắt để mà mang xuống bán. Đấy. Vừa rồi cháu Trình cũng chạy đi xuống xã để mà mua cái này về vắt này các bác. Cái này cái rổ như này vắt. Để vắt xong là xíu nữa xe để cái rổ này ở lại để cho bạo, để cho ông với lại Hải dùng các bác ạ. Để dùng sau này nếu mà lỡ mà còn mua kiếm được mật ong ấy các bác thì sẽ có đồ để mà vắt. Tổ này là bắt được ở hang đá hay là ở trên cây cao đấy Hải? Trên cây thôi. Trên cây à? Vâng. À, thế trên cây là ai trèo đấy? Em trèo. Em trèo á? Vâng. Ui rồi, thế con sợ nó đốt à? Không. Không à? Vâng. Nhưng mà em trèo thì... Nhưng mà Quân thì trèo, Quân có... Quân làm cách gì ấy Quân? Vẫn lấy lửa để ấy thôi đúng không? Đuổi nó thôi. Đấy, cứ cầm lửa ra đuổi nó là nó sẽ khắc chạy các bác ạ. Cũng làm rất là sạch sẽ đấy các bác đây. Ở đây thì người mà dân tộc Mông ấy các bác là bắt tổ ong là rất là chuyên nghiệp luôn. Bắt rất là giỏi. Là thường là hay đi bắt săn bắn chim này, xong bắt tổ ong. Đây, đeo vào cho anh. Còn có những cái con ong này. Con ong phải nhặt ra các bác ạ, nhặt ra, nhặt các con ong. Con ong này ra. Đấy. Xong là vắt. Đấy, sẽ cháu Trình sẽ lại mang xuống để mà bán cho ba ông cháu. Đấy. Bước vào cho anh cái. Nhiều mật nhỉ Quân nhỉ? Ừ. Như được nhiều hơn tổ được trước em bắt đấy nhỉ? Nhiều hơn nữa nhỉ? Đấy, hôm nay thì Quân cũng sẽ phụ Hải để bắt các bác ạ. Tại vì vắt mật đấy, tại vì là Quân là cũng làm quen rồi ấy, cũng rất là giỏi đấy các bác. Lấy cái túi ra đi em, tí mật ong dính vào ấy. Cái này là nguyên tổ nó lấy tổ ra ấy các bác, cho nên là còn rất là nhiều con ong như này thì phải nhặt ra các bác ạ. Đây là mật ong khoái các bác nhé. Đấy, cho lấy cho ông ăn một miếng các bác ạ, thưởng thức xem thành quả của mình như thế nào. Chín nó bán là gì?
Đấy. Lấy cho ông một miếng ăn. Hải lấy cho ông một miếng ăn bác ạ. Đấy, Hải lên đây để vắt đi Hải ơi. Được rồi, hai anh em vắt đi. Đấy, thế là tổ này là ai tìm thấy đấy Hải? Hôm qua em đi cắt cỏ em tìm thấy ạ. À, hôm qua đi cắt cỏ tìm thấy à? Vâng. Thế sáng nay là rủ ông đi bắt luôn à? Vâng. Ừ. Đấy các bác, sáng hôm qua là Hải đi cắt cỏ là tìm thấy, xong là sáng rủ ông đi bắt luôn. Thế ông thì đang ăn ăn kia kìa các bác, ăn sáp. Ăn cả sáp luôn, mà ông các bác cứ cầm như thế này thì nhai thôi. Đấy. Như là miếng đấy hơi ít mật đấy. Miếng của ông ấy. Đấy, có rất là nhiều mật này các bác. Đây là mật ong khoái à Hải? Vâng. Ừ. Thế ở Hải ở trên này là có bán được không? Ở trên này không có ai bán đâu. Ừ, không có ai bán à? Ừ, không có ai mua à? À. Ừ, thế thì để anh em mang xuống dưới kia xong là anh sẽ bán phụ Hải nhé. Vâng. Tại vì là từ đây mà đi xuống huyện ấy rất là xa các bác ạ. Thì Hải cũng không xuống được. Bán ở trên bản như thế này thì chẳng có ai mua cả. Nên là nhiều lúc là Hải là khi mà đi bắt về ấy, chả biết bán cho ai đấy các bác. Thì cháu Trình sẽ mang xuống bán cho Hải, bán cho Côn được mấy lít. Thì có nhiều bác còn hỗ trợ thêm cơ. Về cái khoản mà mật ong của Quân ấy thì cháu Trình vẫn chưa lên danh sách là những cái cô bác nào còn hỗ trợ thêm ấy các bác. Cháu Trình vẫn chưa thông qua các bác nhé. Đấy, hai anh em rất là giỏi luôn. Hai anh em thợ rừng các bác ạ. Hai anh em thợ rừng. Hải là hôm nay cũng nhìn là béo hơn nhỉ, nhìn béo và cao to hơn rồi đấy. Lấy cả xô ra đổ lấy mật nó đi Hải, cầm lấy mật nó đổ trước đi. Được không? À. Hoặc là vắt ở đấy cũng được Hải ạ, vắt để đấy xong là lấy ra đổ. Cháu Trình đi đâu là cháu Trình cũng khó mang theo những cái bao tay như này và dây chun nữa các bác, để mà khi nào mà cần thiết thì sẽ dùng được rất là nhiều công việc đấy các bác. Đấy, lấy cho ông một miếng nữa đi Hải. Đấy, cho ông một miếng đi Quân, cho ông ăn một miếng. À, ông ạ, à, không ăn rồi à? Ông thì những cái bộ quần áo như thế này đi làm thì còn chưa thay này các bác, mặc như này thôi mồ hôi xong là nước mưa ngấm hết vào áo. Cháu Trình mua những cái bộ quần áo mới cho ông cũng chưa mặc ấy các bác. Mấy nữa lên thì sẽ lại mua cho ông mấy bộ quần áo để mà ông mặc lao động nữa các bác ạ. Mấy bộ quần áo để những cái bộ quần áo như này này. Đấy, ông thích mặc những bộ như này thì sẽ mang lên để cho ông mặc các bác nhé. Đấy, rất là nhiều mật luôn này các bác. Ui dồi ôi. Lấy ra. Cái này thì cháu Trinh mang xuống, cháu Trinh sẽ lại lọc lại một lần nữa các bác nhé. Tại vì là lên trên nhà của em Hải đấy thì em ấy cũng chẳng có cái đồ gì để mà lọc đâu. Có những cái đồ như này thôi. Cái này cháu Trinh còn đi mua về đấy các bác. Mua về để lọc đấy. Xong cháu Trinh sẽ rót vào chai để xuống dưới kia sẽ nếu mà có bác nào hỗ trợ cho một ông của Hải thì cháu Trinh sẽ bán. Để mấy nữa Hải tìm được, Hải còn có còn thích đi bắt về để mà khai thác đấy các bác, để mà kiếm thêm thu nhập đấy. Đấy, bao giờ gặp thì lại bắt tiếp nhá. Xong là anh sẽ mang xuống để bán cho em nhá. Ở gần rừng ấy thì có nhiều thứ là được thiên nhiên ưu đãi các bác ạ. Thứ nhất là cái khí hậu rất là mát mẻ và dễ chịu. Thứ hai là có những cái loại cây thuốc này, loại mật ong rừng từ tự nhiên mà khai thác
để có thể mang về phục vụ cho bản thân đấy các bác. Đấy, từ hồi xưa là chưa biết để dùng đi bán, là đi bắt ong mật ong về thì chỉ có thể dùng để mà uống làm thuốc, uống để trị ho thôi. Đấy, tự cung tự cấp luôn đấy các bác. Những cái giọt mật ong như thế này thì sẽ được bà con dùng để làm thuốc uống. Cháu Trinh cũng chưa biết hết về công dụng của mật ong đấy các bác. Tuy nhiên thì ở trên vùng cao, trên cháu Trinh ấy, thì mật ong hay dùng để uống trị ho này các bác. Ho với lại là khi mà trời nắng thì lấy pha nước cốt chanh uống đấy, cũng rất là tuyệt vời. Và còn dùng để ngâm hoa đu đủ các bác. Ngâm hoa đu đủ xong uống thì có rất là nhiều công dụng. Đấy, bây giờ là sẽ rót vào cái chai. Cũng được khá là nhiều đấy nhỉ. Không biết là được tầm mấy lít. Nhưng mà cho anh lấy xuống bán hộ, có sợ anh lấy không? Không. Có sợ anh lấy luôn không? Không à? Sợ anh quịt thì sao? Không sợ đâu nhỉ. Anh thì lúc nào cũng lên để mà giúp đỡ các em mà. Xong là hôm nào anh cũng lên thôi. Có hôm rảnh là anh lại lên. Đấy, Hải cũng chỉ mong là bán được thôi các bác. Chỉ mong là bán được thôi. Đấy, Quân bây giờ rót vào chai nhé. Lấy cái bao tay ra đi. Lấy bao tay ra. Đấy, lấy kéo kéo ra. Cái sáp này là người ta hay dùng để mà ngâm rượu ấy các bác. Cứ để như này ngâm rượu uống. Hôm nay Hải với lại ông đi bắt đấy thì vắt ở đấy luôn. Tại vì là mùa hè ấy thì nó sẽ mật nó không đạt đấy các bác. Để đầy quá là nó sẽ bị bung ra ấy các bác, bị bung nắp ra. Tại vì mật ong là nó có rất là nhiều hơi. Và khi mà gửi xuống cho quý các bác anh chị ấy thì nó sẽ bị căng ra khi mà trong quá trình di chuyển đấy các bác. Và nhiều khi là sẽ bị bục ra đấy các bác. Và sẽ có bọt các bác nhé. Mật ong là phải có bọt. Đấy, nó có hơi, có khí. Có bọt thì nó sẽ sủi bọt lên. Và quý các bác anh chị cứ để tầm mấy ngày thì nó sẽ lại hết bọt. Và nó sẽ lại trong, lại đặng lại các bác nhé. Cái mật ong này thì quý các bác anh chị cứ để vào cái chỗ nào mà nó thoáng mát thôi. Là bảo quản là chỉ để vào chỗ nào thoáng mát thôi các bác nhé. Để thoáng mát, để được rất là lâu. Càng để thì nó sẽ cũng chẳng bao giờ hỏng được đâu các bác. Để được rất là lâu luôn. Để uống đến bao giờ hết thì thôi đấy các bác. Cứ để 1 năm, 2 năm chả có vấn đề gì cả các bác ạ. Khi mà lọc sạch đấy, lọc sạch ra thì sẽ để được đến bao giờ mà uống hết thì thôi các bác ạ. Được tầm mấy chai nhỉ? Khả năng là 3 chai, hơn 3 chai đấy nhỉ? Ừ. Đấy, Hải phải nhớ nhá, được mấy chai là nhớ nhá. Lần sau anh lên rồi bảo là anh này bảo 2 chai thì lỗ cho mình đấy nhỉ? Sử đi làm vẫn chưa về à Hải? Chưa. Ui dồi ôi, đi thế là cứ đi đến tối mới về à? Ừ. Ăn cơm xong mới về đúng không? Ừ. Rất vất vả luôn này. Hải còn có đất ở tai này. Khả năng là rửa mặt thôi, vẫn chưa tắm đúng không? Ừ, đất cứ dính vào tai kìa.
Đấy, được hai chai rồi này cô bác. Chai này là chai thứ ba rồi. Hải thì nhìn mặt là cũng béo hơn là Quân đấy cô bác. Mặt của Quân là gầy hơn này. Đấy, hôm nay là cho đeo đội mũ của cháu Trình, tại vì là quên đội mũ theo. Thế là Quân, ông của Hải là nhìn bây giờ còn nhìn là còn già hơn cả ông mình à? Già hơn cả ông của Quân luôn. Đấy, anh này là cũng như mình ấy, anh này là bố mẹ cũng bỏ đi hết rồi. Xong là ở với ông bà, bây giờ ông bà mất hết rồi. Anh ấy tự ở đấy. Anh ấy cũng tự ở nhà một mình ấy. Hôm nay là cho hai anh em gặp nhau nhờ. Đấy. Để mà sau này mà có phát triển lên thì giúp đỡ lẫn nhau. Đấy. 4 chai à Quân? Là 4 chai các bác ạ. Đây 3 chai rồi này. Đấy. Gần 5 giờ rồi các bác. Hôm nay là cháu Trinh cũng lên cả ngày luôn và ở cùng với ông và mua lên 2 cân thịt ăn cơm, 1 cân rưỡi thịt là ăn cơm cùng với ông, và có mang lên 50 cân gạo để cho bà ông cháu ăn. Đấy, cháu Trinh cũng bảo với ông rồi. Những cái công việc nặng thì không cho ông làm nữa. Ông chỉ việc ở nhà và nấu cơm đấy cho các em nhỏ ăn, em Hải với em Sử thôi. Còn là Hải với Sử thì đi làm nhẹ nhàng thôi, làm những cái công việc nhẹ phù hợp với lại độ tuổi của mình là được, không phải đi làm nương làm rẫy vất vả làm gì nữa. Đấy. Cái ngôi nhà của ba ông cháu này thì có cái view cũng rất là đẹp và ở đây thì rất là thoáng mát. Tuy nhiên cái mà đang gặp trở ngại đó là ở quá cao, và đường xe máy là không thể lên đến tận nhà của ba ông cháu được, cho nên là phải di chuyển đến một nơi để mà thuận tiện hơn trong quá trình đi lại. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Trình cũng đã nhận được những cái khoản hỗ trợ của tất cả quý bác anh chị. Và trừ những cái khoản chi tiêu ra thì hiện tại đang còn dư hơn 90 triệu cô bác ạ. Thì khả năng là nếu mà mua đất thì cũng đã đủ mua một miếng đất để cho ba ông cháu làm nhà ở gần đường rồi. Còn cái tiền làm nhà thì hiện tại là cũng rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ để có thể là cho ông có ông và ba em, hai em nhỏ có cuộc sống tốt hơn. Đấy, bây giờ Hải là mang cái này đi rửa đi Hải. Mang hết đi rửa. Tại vì cứ để như này là sợ nó bị con kiến nó bâu ấy nhờ. Để lâu ấy. Tí nữa là con kiến nó chạy ra nó bâu ấy các bác ạ. Nước ở đây thì rất là mát luôn. Mát, rất là mát nhỉ. Ban ngày thì mới có thể tắm nước lá được thôi. Còn ban đêm thì phải đun nước tắm nhá. Tối ấy. Trời tối ấy. Phải đun nước tắm tại vì là chẳng có cái nhà tắm gì cả. Thì gió thổi rất là lạnh luôn. Tắm là bị ốm đấy. Tối đun nước còn phải tắm nhanh cơ. Không thì xách nước ra đến đây đổ vào chậu cũng sợ là được chưa được 2 phút thì nước đã nguội hết rồi đấy các bác. Tại vì là quá lạnh ấy. Chết cao như này là tối đến là lạnh lắm các bác. Tối lạnh này xong là sáng dậy cũng lạnh. Sáng là sương mù nó sẽ hôm nào mà mưa
là nó sẽ sương mù. Khu này là toàn là sương mù hết các bác ạ. Sáng hôm nay cháu Trinh lên còn có rất là nhiều sương mù luôn. Đến mùa đông thì ở đây có lạnh không Hải? Có. Có. Lạnh lắm nhờ. Thì cũng muốn là chuyển em Hải đến chỗ nào mà thuận tiện hơn để cho em ấy sẽ tiếp tục cái con đường học hành của mình, để sau này về có thể thay đổi được cái gia đình của mình, không theo cái vòng vòng quanh quẩn bên những cái thửa ruộng bậc thang nữa các bác ạ. Thật sự mà nói thì cái khung cảnh của nhà em Hải với lại ông thì cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà có nhiều áp lực quá đấy các bác, thì những cái khung cảnh như thế này ra đến đây là xua tan hết những cái áp lực ở trong người luôn đấy các bác. Nhiều khi thì cháu Trình đi làm về mệt mỏi đấy các bác. Như là đợt trước cháu Trình vẫn không ở nhà, cháu Trình vẫn phải đi xuống phố để mà làm thuê đấy các bác. Khi mà đi làm thì có rất là nhiều thứ cần phải lo toan, cần phải chi tiêu, dự kiến cho cháu Trình rất là đau đầu. Đấy, khi mà về đến nhà rồi thì những cái khung cảnh bình yên ở quê hương sẽ xua tan đi những cái mệt mỏi, những cái sầu phiền, phiền muộn ở trong lòng hết các bác ạ. Ở quê thì tuy rằng là rất là vất vả và nhiều lúc là ăn cơm còn không có rau gì ăn cơ, ăn cơm chan nước lá, nhưng mà sẽ bình yên và không bon chen bằng ở dưới thành phố. Cho nên là những người mà trung tuổi từ ở trên quê đấy các bác, thì hầu như là trước là không được đi học, và đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ biết là cuộc sống như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần một ngày ăn được 3 bữa đấy, đủ cơm ăn, áo mặc là hạnh phúc, là vui vẻ rồi. Yeah. Đấy, rửa cho thật sạch vào. Xong là sẽ găng tay đi, cứ lấy đi, cứ rửa đi. Xong là nếu mà mấy nữa mà dùng để làm gì ấy thì lại dùng được. Em Hải hôm nay ít nói thế nhỉ? Không nói chuyện với anh Quân à? Tâm sự với nhau đi chứ. Yeah. Hay là chưa quen? Hải là cũng, nếu mà cháu Trình hỏi cái gì là cũng trả lời rất là nhanh ấy. Tuy rằng thì để mà tâm sự thì phải lâu, phải quen nhau thì mới có thể vào câu chuyện được. Nhà Hải nhỉ? Thế ở quanh đây không có bạn nào bằng tuổi mình à Hải? Có không? Không. Không có à? Đấy, không có thì cũng chẳng biết chơi với ai cả nhờ. Đấy, những lúc rảnh rỗi thì mình thường làm gì đấy Hải? Thường học bài đấy. Hả? Học bài á? Ừ. Ồ, những lúc rảnh thì chỉ biết học bài thôi các bác. Tại vì chẳng có bạn nào cả. Ở quanh chỉ có ba ông cháu thôi. Đấy, phía bên trên thì cũng có nhà chú đấy. Nhà chú thì có mấy em nhỏ. Em vẫn còn nhỏ nhỏ đấy các bác. Thì nhiều lúc là Hải cũng ra đấy để mà trông các em ấy. Rồi trước anh lên ấy cũng gặp Hải đi trông các em ở đấy nhà Hải nhỉ. Nước thì tha hồ dùng rồi các bác ạ. Cứ để vào cái một cái bình như thế này đấy, thì
bây giờ tha hồ xả rồi, ba ông cháu thì để mà ấy rồi sinh hoạt. Ngan nhà em á. Ừ, đấy bây giờ ngan là phải lấy buộc như này này các bác. Tại vì là bây giờ đến mùa làm ruộng ấy, sợ con ngan nó vào ruộng phá, đúng không Hải? Vâng. Đấy thì phải lấy buộc. Phải đến bao giờ cái cây lúa này mà nó phát triển thành chùm và cao lớn ấy thì mới thả con ngan ra các bác ạ. Cái tầm này là thả nó ra nó phá hết các bác. Cho nên là phải buộc vào. Thế cái bình này là trước là vác từ dưới xá lên à Hải? Từ điểm trường kia. À, vác từ điểm trường vào. Ừ. Rất là xa luôn, tại vì là xe máy thì không thể chở được các bác ạ. Thì lấy khanh à? Vâng. Ừ, khanh. Khanh bình. Bình to như này đấy các bác. Cái đường thì bé tí nên là không thể chở xe máy lên được. Xong hết chưa Hải? Rửa xong hết chưa? Rửa cả cái chậu đi. Cái xô cái chậu là cũng để ở đây à, cũng rửa sạch và mang vào nhà hết các bác ạ. Tại vì là rất là biết giữ gìn đồ đạc ấy các bác. Đấy mấy cái chậu này cứ lấy ra để đây để lấy nước thử nhá. Đấy giặt rũ quần áo ấy. Cái này là mình mang anh mua lên cho các em để các em sinh hoạt mà. Chứ không phải là lấy để cất đâu nhá. Cứ lấy đi cất thôi các bác ạ. Những cái chậu mới là không dám, không nỡ để mà lấy xuống để mà dùng ấy các bác. Thưa các bạn anh chị là bây giờ thì trời cũng gần tối rồi. Cháu Trình cùng với lại em Quân phải di chuyển đi về thôi các bác. Tại vì là nhà còn rất là xa. Cái đoạn đường mà đi vào nhà ấy của chúng cháu thì rất là xa nhà của ba ông cháu. Thì bây giờ sẽ lại tạm biệt ba ông cháu. Em Sử thì đi làm vẫn chưa về. Đấy, tạm biệt hai em. À, tạm biệt ông và đi về. Đấy thì mai nếu mà cháu Trình rảnh rỗi hay là không đi vào hoàn cảnh nào ấy, thì cháu Trình sẽ lại lên nhà của em Hải. Và nếu mà có bận ấy thì ngày kia là anh sẽ lại lên nhá. Anh sẽ thường xuyên lên nhà của em thôi. Và lần sau lên ấy thì anh sẽ ra để mà cùng Hải đi gặp trưởng thôn để mà có thể bàn với lại trưởng thôn xem là có giúp đỡ được gì mình trong quá trình làm nhà hay không. Và đi kiếm một miếng đất mua để nếu mà quý cô bác anh chị hỗ trợ ấy, thì làm nhà mới cho mình nhá. Đấy, thế là bây giờ là quyết định làm nhà ở gần đường là vẫn theo cái ý kiến đấy đúng không? Vâng, theo. Ừ, đấy, theo. Đấy, làm ở gần đường thì đi lại sẽ thuận tiện hơn nhá. Đợt trước thì anh cũng nhận được một khoản của một cô có bảo cho cháu Trình là mua một cái xe máy để cho em Sử đi lại cho thuận tiện hơn đấy các bác. Thì cháu Trình sẽ tìm kiếm và mua một cái xe máy cũ. Tại vì là cái khoản hỗ trợ mua xe máy của em Sử thì đến hiện tại mới được có 5 triệu thôi. Nếu mà có quý cô bác nào mà đồng hành nữa thì sẽ mua một chiếc xe máy sẽ mới hơn để cho em Sử chở em Hải đi học hàng ngày các bác nhé. Còn bây giờ thì Hải chào các bà đi. Chào không có bà. Rồi. Đấy, bây giờ lán peo thế cả nhà. Đấy, ông là lúc nào cũng rất là hiền lành và nhìn mặt là rất là lúc nào cũng nở nụ cười đấy các bác. Đấy, Quân bây giờ ra để chào em Hải với lại là ông xong đi về thôi. Đấy, ra bắt tay Hải cái. Ông bảo cố gắng nhá. Đấy. Đấy. Bắt tay ông đi, chúc ông có thật nhiều sức khỏe đi. Đấy, tại vì ông là Quân ấy thì sẽ có ít thời gian để lên nhà của ba ông cháu hơn đấy các bác. Thì sẽ nhiều khi là cháu Trình còn có nhiều thời gian lên, còn em Quân thì lúc nào mà tiện mà
rảnh rỗi thì cháu Trình mới đưa em Quân lên thôi. Còn bây giờ thì cháu Trình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng với lại Hoa Cải Vàng, cũng như là trao những cái tình cảm, tình yêu thương đến với các em nhỏ trên vùng cao. Tạm biệt và hẹn lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các ông các bà. Rồi, đi.